Sergio Ramos được biết đến như một trong những đội trưởng vĩ đại nhất của Real Madrid, một trung vệ huyền thoại ở bóng đá thế giới. Những thành công mà anh gặt hái được trong màu áo kền kền trắng là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự nghiệp vĩ đại và thành công của anh. Sau khi khoảng thời gian thành công tại đội bóng thủ đô Tây Ban Nha, Ramos đã gia nhập giải ngân hà Paris Saint-Germain, sát cánh cùng với những cái tên ưu tú nhất làng bóng đá như Kylian Mbappe, Achraf Hakimi, Neymar và hơn hết chính là cùng chung một màu áo với Lionel Messi. Tưởng chừng như đây sẽ lại là một bước tiến mới trong sự nghiệp của chàng trung vệ thép này. Nhưng nào ngờ sau một thời gian thi đấu cho đội chủ sân công viên Cóc Hoàng Tử, Ramos lại ra đi không kèn không trống. Khi kết thúc hợp đồng cùng với Paris Saint-Germain, Ramos đã trở thành cầu thủ tự do và trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay đã có rất nhiều những thông tin cho rằng trung vệ này sẽ khoác áo câu lạc bộ như Galatasaray ở giải Thổ Nhĩ Kỳ hay là đi theo tiếng gọi của đồng tiền để theo chân người đồng đội cũ của mình là Cristiano Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao bậc nhất thế giới. Nhưng một diễn biến vô cùng bất ngờ trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2023 gần kết thúc, Sergio Ramos đã tìm được bến đỗ mới cho mình và thật đặc biệt khi đó lại là ngôi nhà cũ của anh, Sevilla. Chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu Fabrizio Romano đã đính chính thông tin trên Twitter cá nhân của anh với khẩu lệnh "Here we go" quen thuộc, khẳng định sự chắc chắn của thương vụ này. Thông tin ngay lập tức tạo sóng tại bóng đá Tây Ban Nha cũng như bóng đá lục địa già trong ngày hôm nay, bởi trung vệ mang tính biểu tượng và linh hồn của Real Madrid một thời lại có thể tiếp tục chơi bóng ở La Liga trước hàng vạn khán giả xứ đấu bò trong thời gian tới. Ramos được mọi người biết đến nhiều nhất khi còn thi đấu trong màu áo hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Tuy nhiên có rất nhiều người không biết rằng, trước khi là một trung vệ hàng đầu kền kền trắng, Ramos cũng đã nổi lên như một cầu thủ trẻ tài năng trong màu áo trắng khác, và đó chính là màu áo trắng của Sevilla. Từ cả xuất thân từ đội trẻ Sevilla, đội bóng quê nhà của anh, anh thi đấu cho đội trẻ Sevilla B từ năm 1996 đến năm 2004 thì được đôn lên đội 1 thi đấu, trước khi chuyển sang Real Madrid thi đấu đến năm 2021 đoạt mọi vinh quang. Mùa hè 2021, Sergio Ramos chuyển đến Paris Saint-Germain theo diện tự do, ký hợp đồng 2 năm. Trong màu áo của Sevilla B, ban đầu Ramos xuất phát từ hậu vệ cánh phải, nhưng với khả năng phòng ngự tài năng, anh sớm được kéo vào khu vực trung lộ thi đấu như một lá chắn thép trước cầu môn. Ramos ghi được 2 bàn cho Sevilla B và 3 bàn cho đội 1. Tuy nhiên, đóng góp của anh cho mặt trận phòng ngự của Sevilla là rất lớn. Đến khi sang chơi cho Real Madrid, Ramos trở thành cơn ác mộng cho các tiền đạo của La Liga khi thi đấu cặp trung vệ cùng với gã đổ tể Pepe. Ngoài ra, dấu ấn của Ramos tại đây còn được thể hiện qua khả năng làm bàn bằng đầu ngoạn mục. Anh đã ghi tổng cộng 72 bàn thắng trong 469 trận thi đấu dưới màu áo kền kền trắng. Một con số thật sự khủng khiếp đối với một trung vệ. Khi sang Paris Saint-Germain vào năm 2021, anh cũng thi đấu 37 trận và có cho mình 3 bàn thắng. Điều này bị ảnh hưởng phần lớn do tuổi tác và lối chơi tại câu lạc bộ mới. Như để nói ở trên, hiện tại dấu hiệu tuổi tác đã dần bắt kịp người đàn ông này. Vậy tại sao vẫn chọn chinh chiến cho màu áo của Sevilla, một đội bóng được đánh giá là vẫn ở mức khá ở châu Âu? Đã có rất nhiều đồn đoán sau khi Messi và Ramos không ký hợp đồng tiếp tục với Paris Saint-Germain. Nhiều người đã nghĩ rằng chủ tịch David Beckham sẽ lại tiếp tục kéo dài mối lương duyên giữa Ramos và Messi. Tuy nhiên, trong bộ luật hiện tại của MLS chỉ cho phép một câu lạc bộ chỉ được phép ký hợp đồng với 3 cầu thủ chỉ định, nghĩa là chỉ có được 3 cầu thủ được trả lương cao hơn mức lương quy định của một giải đấu bóng đá số 1 tại Mỹ. Việc đã ký hợp đồng với Messi và đi theo anh là hai người đồng đội thân thiết đến từ Barca là Sergio Busquets và Jordi Alba đã khiến cho cổ động viên được thấy Ramos bảo vệ cho Messi trên sân không thể xảy ra. Một đội bóng Mỹ khác, Los Angeles FC, có thể là điểm đến khả dĩ nhất đối với Ramos lúc này. Nhà vô địch MLS 2022 muốn trung vệ 37 tuổi chơi cặp với Giorgio Chiellini, cựu tuyển thủ Italia giành Euro 2021. Los Angeles FC cũng là câu lạc bộ cũ của một cựu cầu thủ Real khác, Gareth Bale. Tuy nhiên, sau một vài lần đàm phán thì Ramos vẫn không chấp nhận các điều khoản của đội bóng đến từ xứ sở cờ hòa. Trong thời gian trước, còn có rất nhiều tin tức liên quan đến việc chuyển nhượng từ câu lạc bộ Al Ittihad ở giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út muốn chiêu mộ Sergio Ramos thời gian gần đây. Các bên đã đạt được thỏa thuận với bản hợp đồng 2 năm cùng mức lương lên tới 15 triệu euro một năm. Tuy nhiên, một phần rất lớn là Ramos vẫn là một cầu thủ đầy tham vọng. Việc rời bỏ châu Âu không phải là một tình huống mà chàng trung vệ này muốn xảy ra. Việc Ramos đồng ý khoác áo Sevilla hiện tại có thể được xem là bước đi đúng đắn cho chàng cựu thủ quân Tây Ban Nha. Xét về mặt tình cảm, Sevilla có thể được xem là nơi đào tạo nên một Sergio Ramos như ngày hôm nay. Việc quay trở lại mái nhà xưa cũng là một hành động dễ hiểu của cao thủ sau khi đã thành công. Tình hình của Sevilla hiện tại cũng vô cùng khó khăn khi họ hiện đang đứng chót bảng tại La Liga. Phong độ không tốt của Sevilla đầu mùa giải hiện tại cũng phần nhiều bởi vì cặp trung vệ của họ đang thi đấu chưa tốt. Việc bổ sung một trung vệ kỳ cựu đã thi đấu ở Tây Ban Nha nhiều năm như Ramos sẽ là một quân bài giúp cho hệ thống của Sevilla được trở nên đảm bảo hơn trong tương lai.
Bên cạnh đó, dù thi đấu giải quốc nội, phong độ của Sevilla có phập phù như thế nào đi nữa, thì bằng một cách bất ngờ nào đó, cuối mùa giải, họ vẫn sẽ được dự Cúp châu Âu. Có thể nói Sevilla là một gương mặt thân quen đối với Cúp châu Âu. Ở đấu trường C1, họ có thể không phải là một đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch với Real Madrid hay Man City. Tuy nhiên, khi xuống đấu trường C2, thì Sevilla chính là một vật cản cực kỳ to lớn. Sevilla chính là câu lạc bộ thành công nhất trong lịch sử của UEFA Europa League. Sau chiến thắng trước Roma của huấn luyện viên Jose Mourinho, thì thành tích của Sevilla đã là 7 lần vô địch sân chơi danh giá thứ nhì của châu Âu, một thành tích vô tiền khoáng hậu. Sevilla ở Europa League không khác gì nhà vua Real Madrid tại đấu trường Champions League cả. Nhờ sự xuất hiện của một cầu thủ đầy kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu, Sevilla sẽ lại có một liều doping tinh thần giúp cho cầu thủ thi đấu tốt hơn, và biết đâu thành tích của Sevilla mùa này tại đấu trường Europa League lại được nâng cao thêm, và vị thế của ông kệ Sevilla tại châu Âu một lần nữa được khẳng định. Nếu theo dõi các trang mạng xã hội của Ramos, nhiều cổ động viên vẫn phát hiện ra rằng Ramos vẫn rất chăm chỉ luyện tập các bài tập nhằm giữ gìn cảm giác bóng và độ dẻo dai của cơ thể. Sự chuyên nghiệp của Ramos thể hiện rất rõ khi nhìn vào cơ thể của anh. Dù đã 37 tuổi, nhưng Ramos vẫn sở hữu một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh. Ramos hiện tại không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng phẩm chất tốt nhất của anh đang dần bị thời gian bắt kịp. Tuy nhiên, nếu như thi đấu trong màu áo trắng của Sevilla vẫn là một việc hoàn toàn ổn với anh, phẩm chất về sức mạnh và tinh thần thi đấu máu lửa của Ramos thì không thể mất. Khi Ramos ra sân anh vẫn vậy, vẫn là một cỗ máy phòng ngự đúng nghĩa. Nếu đặt anh vào một vị trí phù hợp cùng với một môi trường thi đấu quen thuộc như La Liga thì Ramos vẫn hoàn toàn có thể lại trở thành một trung vệ thép bảo vệ khung thành của đội nhà. Theo rất nhiều nguồn tin từ báo chí thì trong lần thứ hai thi đấu cho Sevilla, Ramos vẫn sẽ được nhận áo số 4, số áo mà mọi người đã quen nhìn thấy anh khi Ramos còn đang thi đấu cho Real Madrid. Ramos bước ra sân, khoác trên mình màu áo trắng, trên lưng là con số 4 biểu tượng, nhưng logo không còn là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Đối đầu với những đồng đội ngày xưa như Luka Modric, Toni Kroos sẽ thật cảm xúc. Kèm theo đó là những cuộc đối đầu với Barcelona và Atletico Madrid lại trở thành sân khấu cho Sergio Ramos thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Sevilla hiện tại đang cần Ramos và ngược lại, Ramos hiện tại cũng rất cần Sevilla. Sevilla cần một trung vệ để vực lại đội bóng đang thi đấu không tốt. Ramos hiện tại chính xác là một kiểu trung vệ mà Sevilla cần. Ramos phù hợp với sơ đồ cả 3 hậu vệ và 4. Vốn dĩ trong những năm tháng đầu tiên trong sự nghiệp, Ramos đã thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Sau nhiều năm tháng chinh chiến trong màu áo hoàng gia Tây Ban Nha đã khiến cho Ramos hoàn thiện hơn. Ramos cần Sevilla là vì hiện tại Sevilla chính là bến đỗ tốt nhất cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Ở đây anh có thể tiếp tục chinh chiến ở châu Âu, gần gia đình và hầu như không thay đổi môi trường thi đấu vì thời gian anh chuyển sang thi đấu tại Paris Saint-Germain không nhiều. Tuy mức lương của Sevilla chắc chắn không cao bằng các câu lạc bộ Ả Rập, nhưng so với mặt bằng chung các câu lạc bộ ở Mỹ cũng như là ở châu Âu khác, Ramos sẽ được những đãi ngộ hấp dẫn hơn. Thêm một lý do khác để Ramos chọn khoác áo Sevilla, đó chính là việc anh sẽ được ở gần vợ con của mình. So với việc phải sang Mỹ hay châu Á thi đấu, thì viễn cảnh được bên cạnh gia đình là một điều tuyệt vời dành cho chàng cầu thủ năm nay đã bước sang tuổi 37. Ramos nổi tiếng là một cầu thủ yêu thương gia đình, nên đây chắc chắn cũng là một lý do khiến anh đồng ý khoác lên mình màu áo của đội bóng thời niên thiếu. Một chương mới trong sự nghiệp của Ramos, ở đây anh sẽ lại có những cảm xúc thời niên thiếu, những cảm giác đỉnh cao từng đạt được. Anh hạnh phúc vì được bên người thân và gia đình. Hãy cùng chờ xem chàng trung vệ này sẽ viết đoạn kết trong câu chuyện sự nghiệp đầy cảm xúc của mình như thế nào, cũng như là Sevilla có hồi sinh mạnh mẽ sau những vòng đấu cực kỳ đáng thất vọng không.